A Đại Lục, phần 5, Đường Tam Chuyển Sinh, Hoa Di Giới. Tập 99, Linh Phong Bộ này phần mô tả nhé. À, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Xin lỗi, tớ đến muộn rồi. Thực ra thì mình đã tính từ sớm rồi. Chỉ là thực ra muốn nhìn cậu lâu hơn thôi. Tớ này không bình thường lắm. Ánh mắt nhìn giống y như với Đường Tam. Tạm thời đừng có hành động đi sang. Tôi phải bế quan tu luyện một thời gian. Trong quá trình bế quan thì cô không thể ra ngoài sao? Không thể. Biết rồi. Để sau khi tôi ở cô xuất quan thì vẫn đến nơi này để cầm trà sữa đợi tôi. Nhiều nhất là 3 ngày tôi nhất định sẽ đến gặp cô. À được, tôi đi đây. Có thể tặng cốc trà sữa này ở trong tay cô cho tôi có được không? Xin lỗi, cốc này không được. Tôi đã uống rồi. Hả? Ừ. Sau khi xuất quan gặp lại. Hôm nay sao đến muộn thế? À, tôn hoàng không ngủ ngon. Quỳ cầu sao thế? Giống vẻ như là thất tình thế này. Nói đùa thôi. Một cậu nhóc thì thất tình cái gì được chứ? Cậu mới là cậu nhóc đi. Lát nữa giống hết sức thì triển may mắn cho tớ đi. À được. Sau khi tu luyện xong tứ cực ma đầu thì Đường Tam về học viện gia lý. Chào buổi sáng lão Mao. Ừ, tôi đi làm việc đây. À đây lát, có một thứ cho cậu. Thứ gì cơ? Có một cô bé, có người muốn tôi đưa cái này cho cậu. Cô bé rất xinh. Đi. Ôi, lấy lại tinh thần rồi. Đây là cái cốc hôm qua. Tiêu Mỹ, Tiêu Vũ cảm ơn. Mì Mì, tôi sẽ chờ cậu quay về tại phủ thành chủ. Con chuẩn bị xong rồi. Con rất giống với mẹ con khi còn trẻ. Có điều con không đẹp bằng mẹ con khi còn trẻ. Cơ thể của cha. Ta không sao, tạm thời chưa chết được. Bây giờ quan trọng nhất là chuyện cùng con biết hoàng. Chúng ta phải bớt hoàng bao lâu, xem cơ thể của ta có thể kiên trì được bao lâu. Đương nhiên ta không hy vọng thời gian càng lâu càng tốt. Thì mày à, lần này ta vẫn còn thể bí quạt lên chuyện báo mục với tộc nhân. Nhưng từ giờ khác lúc còn bí quạt cùng ta thì con chính là khổng tước đại yêu vương đời tiếp theo. Thật sự quyết định rồi sao? Nhưng mà không có nhân gì gì cả, chỉ có con thì có thể khiến cho tộc ta phát triển rỡ ràng rỡ. Nhưng mà ta muốn con thề, cho dù là con cống hiến và làm chuyện gì giúp nhân loại đều không thể làm tổn hại tới lợi ích của khổng tước yêu tộc. Thì lúc đó con rời khỏi thế giới này thì con phải trả lại vương vị và chất tộc khước yêu tộc. Có phải cha đều biết? Nên nói là mẹ con trước giờ chưa từng giấu ta chuyện gì cả. Chính là bởi vì ta đồng ý với điều kiện của cô ấy, tương lai sẽ để cho con kế thừa vương vị khổng tước đại yêu vương, thì cô ấy mới nguyện ý ở bên cạnh ta. Vì thế điều mà ta biết thì chắc chắn còn nhiều hơn tưởng tượng của con. Con gói bầu bối cấu lục tam cấp của ta. Ta muốn con lập lời thờ, cũng là vì truyền thừa của tộc nhân. Con làm chuyện mà con muốn làm đi. Con gây ngốc đừng có nghĩ nhiều. Để rồi phát lời thề đi. Con thề, nếu như con trở thành khổng tước đại yêu vương thì trong những năm còn sống tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại tới lợi ích của khổng tước yêu tộc. Lúc thối vị bộ phải truyền lại cho tộc nhân của khổng tước yêu tộc. Nếu như làm trái thì rồi. Con rất giống với mẹ của con. Mặc dù con nhỏ nhưng lại tin lời thờ của con. Thì thôi, ra tiền thụ cho bí kỷ chân chính của khổng tước yêu tộc. Lúc con xuất quan chính là giờ khác con lay động thiên địa này. Bây giờ hoàng kim mộc này phóng khí tức sinh mệnh ra bên ngoài, cùng lúc càng nồng đậm hơn. Ta rất lo lắng lớn là có khả năng sẽ mang đến phiền phức không đáng có. Hôm nay em đến để xử lý vấn đề này, giúp nó mau chóng trưởng thành, đồng thời chỉ dấu khí tức của nó. Dùng trận pháp à? Đúng vậy, phải bày bố 2 trận pháp này. Một là huyền trận, một là thông thiên pháp trận. Còn thầy và em cùng bày số 18 tu luyện trận không? Còn con ngài phải bỏ ít tiền mua nguyên liệu đấy. Ừ, được đấy, những nguyên liệu này không mệt rẻ đâu. Yên tâm, em làm vài trận tụ linh trận đưa thầy bán đi, thì đảm bảo thầy kiếm được còn nhiều hơn. Trận bằng là cái gì? Là một loại trận pháp dùng kim loại để tạo thành, có thể mang theo bên người,
có thể để cho tổ chức bán. Bán tụ điện trận có thể mang theo người á, tổ chức được lợi nhiều thế từ em. Không tính là gì cả, em cũng có vài điều kiện. Thứ nhất, danh hiệu đại trận pháp sư này của thầy, thầy không thể nói ra trận pháp này là do em tạo ra, em sợ phiền phức. Không vấn đề. Thứ hai, sau này em tiêu tiền thầy không được, không nữa trò tiêu. À được rồi, vốn không có em thì cũng không có món tiền này. Thứ ba, chúng ta phải cố gắng gom góp tiền trong vòng một năm. Sau đó, đi đến tổ đình một chuyến, em có thể kiếm chắc được gì không? Em phát hiện ra có rất nhiều đồ tốt mà hình như họ không biết. Được rồi, vậy bây giờ ta đi mua nguyên liệu. Được. Đường Tam gọi thiếu nữ của Hồng tụ tập tới. Sau khi hỏi họ tình hình tu luyện, thì thị phạm tư truyền dạy tứ cực ma đồng. Còn nữa, đợi lần nữa tôi bày bố trận pháp, thì và các cô cậu phải học tập chăm chỉ. Đây chính là phương hướng phát triển trong tương lai của các cụ. Trương Hạo hiện đã nhanh chóng quay lại. Chú ý nhìn kỳ nhé, tôi sắp bắt đầu bày bố trận pháp đây. Thầy Hoàng, chúng em đã chuẩn bị xong rồi. Ừ, đi thôi. Tăng cường may mắn cho các cậu, sau này giao cho các cậu rồi. Cậu thấy kết quả thi đấu thế nào? Không có cơ hội đâu. Cậu nói ai không có cơ hội? Ai bị đánh thì đương nhiên là người đó không có cơ hội. Ừ, thảm rồi. Hai bên chuẩn bị bắt đầu. Cổ dài thủy linh biến, bát dài lục viên biến, bát dài thanh luân biến. Sau khi bằng chầm này tiến vào cột nước của mình, sao mà tốc độ đột nhiên lại nhanh như thế? Bằng chầm không chỉ có thể phân tách mà còn kết nối dẫn nổ, vậy mà cũng có thể khống chế được như vậy ư? Dùng tạm dùng để xóa bỏ khí thế của đối phương, dùng tăng tốc thời gian để tấn công. Cái gì? Dùng âm thanh để khống chế quần thở, không thể để cho quả ý tiếp tục phát chiều. Dùng tiếng nổ của phòng nhẫn dần nổ để cản sự quay nhiễu của sóng âm sao. Nếu đã như thế thì thân nhiễm phận thần lên. Được. Trên tứ chân bên trong, phòng nhẫn bên ngoài, hai người trong ngoài hợp lực đánh tàn bốn phần tần. Hey. Để các em biết thế nào mới gọi là lợi hại. Ép cô một phải ra tay thật sự rồi. Cô ấy muốn khống chế toàn trận. Thành lộ chị mình toàn lực phát động tứ cực ma đồng. Bị đánh gãy rồi á? Trên tứ chân ngừng công kích kiềm sĩ phi phòng rạm, ném một vân vũ về phía Trương Hạo Hiền. Kích cục của một vân vũ. Lúc thành loạn chi mình vang lên thì một ân tình còn tưởng rằng là kết cục đã định. Không ngờ trong chớp mắt đã bị nhìn thấy được một vòng vũ bị đánh bại. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó thì dưới mặt bờ bị đánh của Đường Tam thì Cố Lý và Trình Tự bị đánh bại trong chớp mắt. Bên trong của thần nhóc võ bằng kỹ này không chỉ là tăng tốc được hai lần mà có thể phân tách băng bạo. Không chỉ là đồng bằng đòn tấn công của mình mà còn có thể xuyên qua phong ngữ của mình, hoàn toàn bị áp chế. Ngày quá thì quang. Tốt, thi đấu kết thúc. Thì quang, cảm giác bị xã hội vùi dập thế nào? Hồi qua chỗ khác đi. Chỉ là nhất thời khó chấp nhận được thôi. Để cho cậu ấy yên tĩnh là được. Ông chắc chắn là đã đoán được từ lâu rồi. Bất nạt tiểu quang à. Ban đầu sao lại có thể khiến cho Đường Tam nhường ông thế? Hồi hận cũng muộn rồi. Chuyện đến đấu trường thú thầy đại diện cho Trương đồng ý rồi. Nhưng mà các em cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nhớ kỹ, ở đấu trường các em tuyệt đối không được nhân từ. Hiểu ạ. Vào ăn mừng tôi. Mặc dù hơi mất mặt, nhưng mà cái đám nhóc này thật sự rất ưu tú. Sự trưởng thành của võ băng kỹ đã vượt qua sự tưởng tượng của mình. Tất cả đều là vì đứa trẻ Đường Tam này. Có cảm giác gì? Còn đến chăm chọc tôi à? Cậu là anh em của tôi, chăm chọc cái gì chứ? Chứ dù đó lại là tôi thì chắc cũng không thắng được. Khiêm tốn thế à? Cậu phải cảm thấy tự hào mới đúng. Dù gì thì đâu là đệ tử cho chúng ta dị dỗ nền. Trò dối hơn thầy không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy gì sau. Được rồi, nếu đã có được tư cách chiến đấu thấu trường đấu đồng đội thì tiếp theo chúng ta phải nâng cao sự phối hợp của đoàn đội. Được, cậu sắp xếp đi, chúng tớ nghe theo cậu. Một tuần tiếp theo đây thì chúng ta sẽ phối hợp tập dược đây.
Được. Nhưng mà Đồng Bạch làm sao đây? Không thể bại lộ năng lực của cậu ấy. Hôm sau, cơ thể nâng khí vận trước khi thi đấu thì tôi giúp Đồng Bạch sự quỳnh giá dạng thành thân phận khác. Thân phận gì? Dùng ám khí à? Không phải, lấy cái này. Hả? Trận bàn. Mỗi một trận bàn thì có thể khi triển một loại trận pháp. Lúc chiến đấu thì cậu thông qua trận bàn thi triển trận pháp từ hậu phương hỗ trợ chúng tớ. Cậu phải giấu trận bài, đừng để lộ, để cho người ngoài cảm thấy cậu là một trận pháp sư là được. Wow, đây chính là trận bàn á? Nghe nói thứ này đắt lắm đấy. Đây là ba trận bàn có hiệu quả khác nhau, là do trận pháp đại sư chế tác ra. Lát nữa tôi sẽ dàn giải thích cách sử dụng cho chúng. Võ văn kỹ là kiểm chuyển vận lớn nhất. Đường tam đại phụ trách công kích từ xa. Trên tứ chân thì phụ trách tấn công trên không. Và bây nhiêu lại có một người tham gia khống chế. Toàn đội này mạnh nhất vẫn là khống chế. Có điều trận bàn này là cái gì? Nói là do thầy đùa. Nhưng mà thầy Trương có từ đâu ra? Được rồi, như vậy cũng hồm hồm rồi. Ôi mà chết mất tôi. Là đại náo của đoàn đội vất vả lắm đấy. Đại não mặc dày quá rồi đấy. Cậu nhiều nhất cũng chính là gầu giá đầu thùi. Hơn nữa cậu cũng chỉ đứng im không động đậy. Cho dù là gầu thì tớ cũng là gầu của tiểu đường. Này như tớ là con gà thứ nhất để xem vẫn có tiếp đường luôn. Good. Thầy à, thì tạm đi, chúng em nhất định sẽ bình yên trở về. Lão già Trương Hạo hiền này lại vẫn chưa về, thật là. Yên tâm đi, chúng đã thể hiện thực lực để ứng phó được rồi. Trương trưởng không về thì cũng là vì có lòng tin với họ. Thì rồi, đừng có lo lắng linh tinh nữa. Chúng ta sắp có đi từ quý tộc rồi. Sau khi cái đám người đường tam vào thành thì liền đến trường đấu thú bảo danh. Đấu đồng đội 5 người đúng chưa? Điền bản đăng ký đi. Sau khi báo danh thì chỉ ít phải tiến vào hàng 3 trận thi đấu, không thể rút lui. Nếu không thì giết không tha. Đây là quy tắc. Báo danh tên đội à? Mà báo danh tên đội chiến đội sự lại khác. Sự lại khác thì đường à có ý gì? Chính là một cầu ngữ, có ý là vô địch. Còn vô địch à? Là dù trì mới đúng. Thật sự rất là muốn gặp được đối thủ như các người đấy. Chờ nào muốn đánh nhau? Đánh nhau có gì thú vị? Có bằng lĩnh thì chúng ta hẹn đấu ở đây, trận đầu tiên của đồng đội. Người dám không? Cái gì? Đấu đồng đội? Chúng ta yêu ớt, nhưng mà chúng ta không sẽ chết. Đáng tiếc là người ngoại trừ có huyết mạch mạnh như chúng ta thì gan lại nhỏ như chuồng nhắc. Người có tư cách gì mà kiêu ngạo với chúng ta? Khốn kiếp, người đi chết đi. Tiếp được, cẩn thận. Sớm ngày mai đến điểm danh tham gia thi đấu, trận đấu đồng đội thứ nhất. Ờ được, thật là quá đã mà. Tiếp đường cậu tuyệt thật đấy. Lực phòng ngự của tường yêu tộc rất là mạnh. Có điều cũng không phải là không có điểm yếu. Đối thủ thứ nhất sẽ là họ sao? Ừ. Đến thì khả năng thi đấu trường sẽ gây phiền phức cho họ. Mà trận thứ nhất sắp xếp chiến thuật thay chúng đi. Được. Tư đường tớ mất ngủ có ảnh hưởng tới trận đấu hôm nay không? Không sao đâu. Theo chiến thuật chúng ta đã bày ra là được rồi. Sao nào? Các cậu cũng không ngủ được hả? À cũng không phải, chỉ là hơi căng thẳng thôi. Đây là chuyện chúng ta buộc phải trải qua. Chỉ có một điểm là tôi phải nhắc nhở các cậu. Quy đấu sinh tử này, không sống sót ra ngoài thì chỉ có chết. Trừ khi chạy, cậu có thể lựa chọn chạy. Nhưng mà cả đời này cậu không thoát khỏi danh hiệu thất phụ. Tôi không cần cậu, cậu có đi không? Không. Không đi thì lên tinh thần đi. Chỉ thì trước khi chúng ta chết thì cũng chưa đến lượt cậu. Tớ mới không sợ liều thôi liều với chúng. Đi thôi, không chạy trốn mà. Tiếp theo đây phải chính thức bắt đầu rồi. Tại sao hôm qua không giữ chúng tôi lại? Không sợ chúng tôi chạy sao? Đó là cho các ngươi cơ hội giữ mạng. Nhưng mà chạy trốn thì sẽ vào danh sách truy nã của chúng ta. Một khi bị bắt thì trở thành nô lệ của đấu trường thú. Chúng ta đi thôi. Chờ đây, cuộc thi. Trước cuộc thi thì bắt đầu sẽ có người đến gọi các người. Ôi cảm giác rất là đè nén. Làm đi. Thi triển khí vận cho chúng tôi đi. Hả? À được. Hình như thất bại rồi. Bất cứ một sai sót gì cũng khiến cho bản thân và đồng đội chết. Ôi tập trung tinh thần lực. Chỉ cho phép thành công.
Lần này ở thành công rồi. Hả? Adidas, sao mình lại quên được cái năng lực bản mệnh của mình ta? Không phải mình có thể sử dụng được các hùng bị sao? Các mở không cần tới phòng lên như thế. À, thế nào rồi, bên áo quân sự, lát nữa sử chúng. Ừ, tốt quá rồi. Ê, dạ, vốn là muốn dùng cơ hội này để luyện tố chất tâm lý của mọi người. Mới một lát đã chẳng còn không khí rồi. Không sao nha. Nên đã cái thằng nhóc này ra khỏi đội quá. Vừa rồi do tôi đến tỷ cũng lĩnh tốt luôn nè. Đi thi đấu. Đi thôi. Ừ. Hả? Vẫn là lần đầu tiên thấy đội ngũ trận chiến mở mạc lại nhẹ nhàng tới như thế. Mọi máu tanh nồng quá. Đấu đoàn đội sắp bắt đầu rồi. Hãy để chúng ta cảm nhận được một vị máu tanh đi. Đoàn đội đầu tiên vậy mà lại là có người tầm thường. Không biết con có phải là bị gió tới tè ra quần hay không. Tiếp theo, ra khán đài là đội ngũ còn lại. Vậy mà lại là đội tượng yêu. Nhìn chiều cao của thủ lĩnh đi, chắc là cường giả cũ dày. Đối mặt với sự tồn tại như thế này, con người e rằng không phá được phòng ngự của hắn. Chiến đấu tiếp theo tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Tôi nghĩ là mọi người chắc không đợi được rồi nhỉ. Lên thôi, bắt đầu đấu đồng đội bắt đầu. Dẫm nát cái lũ sâu bọ này thành thịt dụng đi. Đi ta ra từ trước. Kìa là gì thế, trận pháp à? Khí tức của chúng tăng lên rồi. Gió trò gì thế? Trước mạnh sức mạnh tuyệt đối thì chiến tranh dâm đập đi nào. Đều vô dụng cả thôi. Long Nguyễn Phòng, thời gian ngưng động, đóng bàn. Cái gì, chiêu thức bị đánh gãy rồi. Bắn châm liên tiếp nhằm vào chỗ chúng ta rồi. Phòng ngữ, thời gian động, loại ngưng động, tăng tốc lần 2, băng bạo. Đi, đã ngã xuống hết rồi. Đây lại là hai bác dài, hai thất dài, đồng thời là tượng yêu nổi tiếng về lực phòng ngự. Trời ơi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Y lực kết hợp kỳ xảo lại có thể đạt tới cái trình độ này. Chúc mừng bằng chồng của đại sư Huỳnh đã được tiểu thành. Sao thế này? Chuyện gì thế? Sao lại chết hết rồi không thể nào? Khốn kiếp, tao phải giẫm nát cái cuối. Tượng giáp thuật. Đại bằng trảm. Chỗ công kích này không thể cản được cái lưỡi đạo của tạch của lâu tử. Càng người chạy không thoát đâu. Chiến tranh giẫm đạp. Cái gì? Người đâu? Sao lại biến mất hết rồi? Không hổ là cậu dài tường yêu. Cả người đầy sức mạnh huyết mạch. Không thể có thứ này mà đột phá thất dài đến phòng được. Dồn tinh thần lực không chi trước. Xảy ra chuyện gì thế? Sao họ lại làm được? Quá thật là kỳ lạ. Đây là con người tầm thường mà ta nhìn thấy rồi, lại có thể chiến thắng được, không ngờ lại như thế. Để cho chúng ta cùng chúc mừng chiến đội sự lệ khác, thì họ đã được tán lợi đầu tiên về đồng đội. Chúng ta cùng mong chờ trận đấu đồng đội tiếp theo của họ. Ôi thắng rồi. Vậy mà lại có thể hoàng mình chính đã giết được yêu quái. Ôi thật là quá đã. Đình Tam, cảm ơn cậu. Đây là kết quả do đời sư huynh cố gắng. Tôi vẫn cần nhắc nhở. Trận này tính là chúng ta có thể đến cái chuẩn bị. Tiếp theo đối mặt với đối thủ không đơn giản như vậy đâu. Chúng cũng là đối thủ có được thắng lợi trong trường đấu thủ. Chúng ta không thể nào lơ là được. Ừ, cùng cố lên. Cái người vậy mà lại có thể thắng được một trận. Con người tầm thường lại có thể mạnh như thế sao? Cũng khiến cho người khác bội phục đấy. Đi theo ta. Trước khi thắng liên tiếp 3 trận thì các người không thể rời đi được. Phòng chiến dành cho tuyển thủ thi đấu. Sau khi hợp tác chiến ngắn gọn thì tự nghỉ ngơi. Điều chỉnh trạng thái tốt nhất có thể. Ngày thứ hai đi thôi. Trận đấu của các người sắp bắt đầu rồi. Ôi đến rồi máu nhiên kia. Bây giờ đang tiến vào chiến đấu là chiến đội sự lại khác. Đây là chiến đội của con người tầm thường. Bọn họ vì thân phận quý tộc phân thưởng thắng. Mỗi trận liên tiếp, con người ôm hiện tưởng như trước đây cũng đã từng xuất hiện. Đương nhiên sau cùng sẽ bị với các bụi. Dùng hành động chứng minh cho bọn họ thấy đi. Không cần phải tức giận. Họ đã chiến thắng một lần rồi. Hôm nay có thể tạo ra được kỳ tích gì không đây? Hãy đi cho chúng tôi xem đối thủ tối nay của họ đi. Chiến đội hít tinh đồ lục
mà các người quen thuộc ra đấu trường. Cư nhân độc nhãn xem tu vi chí cũng phải là bác dày. Đó là chiến sĩ Hồ tộc á. Đằng sau còn có Ba Liên Tê Lộc Yêu, đều có sở trường phương diện tinh thần. Xem ra là chúng ta bị nhắm vào rồi. Đồng bà sư huynh, từ lát nữa cậu phải cẩn thận đi. Không có nhắc nhở của tớ thì cậu không được hành động. Được. Cẩn thận sóng xung kích của độc nhãn cựu nhân. Trên sư tỷ tấn công Liên Tê Yêu tộc đi. Chúng ta quan sát chiến thuật của đối phương trước, mở đầu chiến đấu. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của nghiệp mật tố băng. Tôi cũng thế, đây là bốc tách nghiệp tố. Vì đã đợi được chiến đấu của đại sư huynh, để tôi cạn chúng. Giờ tây tinh thần phòng bạo là công kích tinh thần. Chúng muốn hợp lực đối phó với trình từ trước. Đến rồi, khởi động trường bà, di chuyển, lợi dụng di chuyển tất cả mọi người lùi lại, đừng hồng chạy. Một tách nguyên tố không thể nào cản được chúng ta. Hiết băng châm. Hiệu quả của bốc tách nguyên tố biến mất rồi. Trên tứ trình lợi dụng đuôi kích bảo vệ bản thân, phòng ngự trước đòn tấn công của đối thủ. Hồ sóng xung kích. Đường tam lợi dụng gió xoáy làm tà dịch chuyển hướng đi của Lan Nha Đồng, trực tiếp đánh bậy lên tờ giáp yêu vừa bị cô lý đánh trúng. Tướng băng khổng lồ lại cản sóng xung kích tấn công hướng đến cô lý. Dùng thời gian liên tề lộc sau cùng là bằng chầm làm nổ tung đầu chết tại trận. Vừa mới giải trừ bốc tích nghìn tố đã bắt đầu chiến thần uy rồi. Ta chỉ không tha cho cái người đâu. Đừng có ổn. Đại sư huynh, biên hiệu sau này của cậu chắc là cuồng ma bà đầu, ma bạo đầu nhi. Dưới trời trợ giúp của thời hoàng biến thì trình tử trình chém đôi ngực của đối thủ trong không trung. Chiến đấu kết thúc. Trong sự ngỡ ngàng, chiến đội sự lệ khác đã chiến thắng. Hồi thắng lợi rồi. Sau khi kiểm tra xong cơ thể của bà con Linh Tê Yêu tộc thì chiến đội sự lợi khác rời khỏi trường thi. Hồi điện rồi là báo đầu. Báo đầu kia tôi ủng hộ báo đầu. Hả? Biệt hiệu này nghe cũng khó quẹt, khó nghe quá đi. Làm cuồng bảo ma đầu cũng hay đi chứ. Nè, vô hình chung lấy cái lợi hiếp cường hãn, quỳ tới cho nổ đầu tung cậu bây giờ. Có một chuyện muốn hỏi các người có bán trận dịch chuyển đó hay không? Điều kiện gì? Các người có thể biết được tình huống đối thủ trận tiếp theo? Chỉ thế này vậy thì không cần. Thế sao? Các cậu phải đối mặt với đối thủ như thế nào? Không phải chúng ta nói là được. Vậy thì ta giao trận bàn ra, đảm bảo 10 trận toàn thắng cho chúng tôi. Vậy thì không được. Chúng ta không làm được cái chuyện làm trái nguyên tắc nghiêm trọng như vậy. Vậy thì không còn nói nữa. Chúng ta không thể giao trận bàn được. Thế sao? Cái người tốt nhất là đừng có hối hận. Nếu như chúng tôi còn sống, trận bàn dịch chuyển vẫn còn có cơ hội. Mà nếu như chúng tôi gặp uy hiếp đến tính mạng thì sẽ hủy diệt trận bàn ngọc nát đã tàn. Có nhầm vào chúng ta không đây? Trận hồn này đã nhầm vào chúng ta rồi. Chỉ là không biết chúng ta cách trận bàn dịch chuyển. Họ cũng không dám phá quy tắc của đấu trường thú. Chỉ còn chúng ta có thể liên tiếp chiến thắng thì những điều này không thành vấn đề. Đại sư huynh, chúng ta nghiên cứu chiến thuật mỗi đi. Tối nay chúng ta ở phòng đi. Đi rồi. Nè đừng mà tiểu đường à, cậu không cần tôi nữa rồi sao? Trận đấu thứ ba sắp bắt đầu. Hy vọng các người có thể kéo dài thời gian một chút trong trận đấu này. Đây chỉ là đề nghị. Có điều có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn cho đấu trường hay không thì cũng có lợi. Xem ra trận này có khả năng gấp cường địch. Mọi người phải chuẩn bị cho tốt. Đối thủ nhất định sẽ nhắm vào trận bàn di chuyển của chúng ta. Phải cẩn thận ứng phó. Được. Bảo đầu chiến đội chúng ta đã đến rồi. Ta sắp quên tên vốn có của chiến đội này luôn rồi. Bảo đầu báo đầu. Mở huyết sắc lừa hoàn chiến trận đội ra. Báo đầu. Bao yêu. Vậy mà là thiền báo. Ở giữa không phải là thiền báo. Kim tiền bào. Huyết mạch hoàng kim. Bao yêu huyết mạch hoàng kim là đồ tốt đấy. Quả nhiên là sắp vào trận bàn di chuyển của chúng ta.
Có Lý Sư Huynh dán thời gian di chuyển của Kim Tiền Bào đi. Độc Bạch Sư Huynh, thi đấu bắt đầu rồi. Ưu tiên sử dụng trọng bài di chuyển. Đại Sư Huynh bắt đầu tích trữ sức mạnh theo kế hoạch. Để ra chiến đấu bắt đầu. Nhanh quá, tốc độ này ngang với trọng bài di chuyển rồi. Vừa rồi nguy hiểm quá. Chấp hành chiến thuật. Một giấy băng ngân tụ từ trên vỏ bàn kỹ tản phát ra ngoài, bao trùm có 5 người Đường Tam. Muốn trốn mà. Phạm vi có sườn bàn là màu trắng lan rộng trong thời gian ngắn, đồng thời bắt đầu tăng tốc quy nhanh. Có còn xông vào không? Sườn này chắc chắn là có vấn đề. Nè đến đi, sao đi đứng lại không làm gì thế? Màu trắng thì đâu gì chứ, đã qua mấy phút rồi đấy, các người ngủ ở trên sân đấu luôn hả? Phạm vi có sườn băng thì càng lúc càng lớn, tùy tiện xông vào chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng mà không thể đợi thêm nữa. Kim Tiền Bào đã xông vào thì những tiền bào khác cũng theo vào luôn. Cuối cùng cũng vào rồi sao? Tôi lo lắng cho trí tuệ này. Chứ chúng ta thời gian dài như thế đã vận chuyển tổ hợp công kích, vậy mà lại còn dám tiến vào không chuẩn bị gì. Nếu đã vào rồi thì đừng hòng ra ngoài nữa. Đây là tiếng cầu của đồng đội. Chết tiệt, mình sao không chịu được nội công kích của phong bào này rồi. Không thể chậm trờ nữa, phải mau chóng tìm được vị trí của những con người này. Bạo tiết còn lớn hơn nữa. Quả nhiên là muốn đánh lén ông đấy. Chợt tiệt là người của mình. Khốn kiếp, trong bảo thuyết này lại có phong nhận và bàn nhận. Cứ tiếp tục như thế này thì sẽ xong rồi, không thể về vừa lâu nữa. Đừng đỡ ông đây tìm các người ở bên ngoài đấy. Muốn đi, đáng tiếc người đi không được rồi. Năng lực huyết mạch của Hoàng Kim của nó vượt xa trần về chuyện. Chả trách lại dám đến tham gia đấu đồng đội. Người mới là ma quỷ. Thế sao? Nhưng đối với quái vật các người, có lẽ ta chính là ma quỷ. Cái gì? Mậu, mau nhìn kìa, sương mù đã tan đi rồi, có kết quả rồi. Quả nhiên là bạo đầu. Bạo đầu. Bạo đầu chiến đội quá trâu bò. Ui, bạo đầu trâu bò, chiến đội trâu bò. Hoàn toàn không hiểu tại sao Đường Tam lại làm được nữa. À, chưa đủ, sau cùng thì còn để cho mình anh nổ tung cái đầu của con bạo đó. Bạo đầu của chúng ta uy sự lại các chiến đội lại lần nữa đã đạt được thắng lợi, để cho chúng ta cùng mong chờ trận thi đấu thứ tư của bọn họ đi. Đưa tiền, chúng ta sắp rời đi rồi. Được, lúc nào các người đến tham gia trận thứ tư? Trận thứ tư à? Xem tâm tình đi. Để đề phòng có người theo dõi, sự lại các chiến đội đã đổi quần áo, mau chóng xâm nhập vào dãy núi Gia Lý. Cho đến đêm tối thì mới chắc chắn là an toàn rồi. Mây mù dày quá, chúng ta có còn tìm cái nơi nào đó nghỉ ngơi một lát không? À được rồi, để tôi dẫn các cậu đến một nơi. Các cậu phải theo sát tôi đấy. Wow, sương mù nhường đi ra một lối đi rồi. Đây là cứ địa bí mật mà thầy gây dựng cho chúng ta. Đi thôi. Chào mừng đến với Hoàng Kim Sơn Cốc. Này đây là tiên cảnh hay sao? Linh khí nồng đậm quá, thực sự là thánh địa tu luyện ư? Wow, kinh thảo ở đây còn có thức ăn được nè. Quỳ đến gặp thầy trước đã. Các em nghi ngờ trước đi. Điền Tam, theo thầy đến đây. Tổ chức núi là tương đối uyển chuyển, vì để cho chúng ta nhậm chức trước rồi nói. Hiển nhiên là muốn ta về rồi giúp ta đột phá, thực sự khiến cho người khác quá thất vọng. Nhưng mà cũng không có gì, trong sự liệu thôi. Chứ dù là thầy muốn về báo cáo công việc thì cũng phải đột phá tới thần cấp rồi nói xấu. Trên biển lớn thật sự có thể được sao? Vậy ban đầu thầy có thật sự cho rằng em có thể trồng hoàng kim mộc trở thành hoàng kim thụ như thế này không? Sao ta có cảm giác như đang lên thuyền giặc vậy? Đi rồi, vậy thì làm theo những lời em nói lúc nào? Thì chờ em đột phá bác dạy trở đã. Nếu như thế thì nắm chắc hơn. Tại sao không đợi được, tại sao không ấp chế nổi được rồi? Thì đợi lặng lắng, em sẽ làm nhanh thôi, tối nay là xong. Đi đã. Cái gì? Cậu đừng nóng vội. Chủ nhân ngày tới rồi. Wow, trời ơi, chúng ta đã đến tiến cảnh rồi sao? Không sai, mọi người đều có tiến bộ. Để các cô đạt tới tứ giai thì sẽ suy xét xem có dẫn các cô ra ngoài hay không. Có thể tình thoảng ra ngoài là được rồi, chúng tôi sẽ không rời khỏi chủ nhân đâu. Tiếu Đường à, không Đường Ca. À, cậu không giới thiệu cho chúng ta chút sao? Những cô gái này là lúc lần trước tôi đã dùng
cùng thời đến hội đấu giá có được những người bình thường của gia tộc Hồ, tổng cộng 18 người, để tránh phiền phức không cần thiết đã sắp xếp ở đây. Hội Tiểu Đường à, cậu có phải là cái thần minh chi tiết không? Ở nơi này thật là sự quá đẹp rồi. Nè đi đây, yên tâm đi, đột phá đi, ta làm một phá cho em. Dương, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao? Chắc là cũng áp chế rất lâu rồi nhỉ? Hả? Đột phá đến bắt giai rồi á? Đơn giản như thế liền, thật sự tất cả như là nước chảy thành sông á. 13 tuổi, bác dạy 13 tuổi ư? Thật sự trước giờ chưa từng có tiền lệ. Thật sự không phụ thần nhóc em đấy. Tiếp theo phải dung hợp chiến tranh giống đạp của tường dài cậu yêu. Em đã đột phá rồi sao? Ừ, cũng quá trợ rồi đấy. Nếu như ai cũng có thể tu luyện đơn giản như em thì cũng thật là, đó chính là điểm lợi của việc chuẩn bị tốt thôi. Thầy cũng áp chế lâu rồi, cũng sẽ có cảm giác này. Bây giờ đi. À không vội đâu. Thầy hấp thụ năng lượng sinh mệnh dưới hoàng kim thụ đã, cho đến khi không hấp thụ được nữa thì thôi. Hấp thụ nổ tung rồi thì sao? À ta sắp không khống chế nổi được rồi. Yên tâm sẽ không sao đâu, em hộ pháp cho thầy. Trương Đạo Hiền bắt đầu hấp thụ dưới hoàng kim thụ. Mọi lúc thì có du thế sắp mất kiểm soát, thì Đường Tam sẽ dẫn động thần thức của mình áp chế tiến hành, khiến cho ông ấy cố gắng tích trữ năng lượng sinh mệnh. 3 ngày sau, cuối cùng thì Trương Hạo cũng đã đạt được đến cực hạn. Đi thôi, em đưa thầy bay qua đó. Ôi, cảm giác không giống như là bầu không, bầu khí cầu sắp bùng nổ vậy. Không thể ta lỏng, một khí khá lỏng thì... Hả? Sao đột nhiên trên biển lại yên tĩnh thế? Cái gì? Chuyện gì thế này? Sao toàn bộ sinh vào biển đều nổi lên, mặt nhích ngước nhìn chúng ta thế này? Bao nhiêu thế này? Không biết, nhìn chưa thấy bến bờ luôn. Đường Tam phát huy ra một tiếng huýt dài. Những sinh vật biển bên dưới đều lặn xuống biển, biến mất. Em là hải yêu quá. Em là con người vô cùng thần thủy. Em cùng về lực tương tác giữa em và biển. Đợi thầy đột phá xong, hoàn toàn sẽ giải thích với thầy. Bắt đầu đi. Để thầy tìm hiểu quy tắc của thế giới này đi. Màu đen kéo tới rồi. Gió... Ở vị trí này còn phải thông qua thiên lôi tẩy rửa để tôi rèn bản thân sau. Bóng dáng của sư tử màu vàng kim sau lưng Trương Hạo Hiền phun hóa ra hỏa diễm màu vàng, khôi phục lại cơ thể bị chỉ đen của ông ấy. Tiếp theo lại lần nữa tiếp nhận được sự quanh tạc của sấm sét, không ngừng thông qua được sự tẩy rửa của tiền lôi để khiến cho huyết mạch tiến hóa. Từ đó tiến độ cường của bản thân đã tới tầng tự thần cấp. Thật là một phương pháp đột phá tàn khốc. Thiên lôi này đang dẫn động hạch tâm tinh thần của mình. Không được rồi, không thể để cho hắn phát hiện ra mình. Quên tật mình thì mình không chịu được đâu. Xem ra thiên lôi và ý chí của chủ đạo của vị diện này có liên quan tới nhau. Đã, lại nữa. Gió. Thế tương đạo sấm sét nối gót giáng xuống. Không ngờ có ý thức dừng lại. Chết tiệt mà, sao không chịu nổi nữa rồi? Vẫn chưa tích lũy đủ sao? Có điều mối mày cũng mới là lùi kiếp đang có xu thế yếu đi. Thầy à, có thể lặn xuống biển, em giúp thầy bổ sung linh lực sinh mệnh. Tốt quá. Trương Hạo Hiền bị sấm sét đập vào trong biển. Đường Tam thì lập tức điều động năng lượng sinh mệnh khổng lồ của biển lớn trao vào phía ông ấy. Tuyệt vời, như vậy nhất định có thể thành công. Không ổn rồi, bị phát hiện rồi. Hả? Ôi, nói đùa cái gì thế? Nhanh chóng lặn xuống. Thầy à, em xin lỗi thầy. Ây da, lôi kiếp siêu cấp vừa rồi, đó rõ ràng là nhắm vào mình. Chỉ mới thể hiện ra chút thần thức mà đã biến thành như thế này rồi. Đây là giờ độ kiếp của mình thì sao chưa, phiền phức lớn rồi đây. Buộc phải suy xét kỹ đối sách mới được à. Có điều quá trình đồ này còn đơn giản hơn nhiều so với những gì mình đã trải qua, thì xem ra chủ nhân vi diện sẽ ủng hộ sinh vật của vi diện này mình tiến thêm một bước. Khả năng là vì bản thân nhờ diện tiến hóa thành thần giới, mà đơn thuần từ tận năng lượng này thì pháp lâm tình có năng lượng trở thành thần giới rất lớn. Nhưng mà tại sao lại chưa đạt được thế? Hình như là vi diện này có một sự tồn tại tới hoa ngầm. Phải làm rõ tất cả.
mới có thể độ kiếp thành thần. Ý, ta đã bị sét đánh chết rồi à? Thầy à, thầy còn sống tốt lắm. Hả? Ta tới thành công rồi. Ôi, thật sự thành công rồi. Đây là cảnh giới hoàn toàn mới. Thật sự lợi hại ư? Sức mạnh huyết mạnh lợi hại tới đấy. Ở lúc nào thì tớ có thể đạt tới thần cấp đây? Từng bước một, từ từ rồi sẽ tới. Tu luyện ở đây cảm giác thật là tuyệt đấy. Trước khi chúng ta hoàn thành đấu đồng đội thì mọi người đều tu luyện ở đây. Đồng bên Sư Huynh, mục tiêu của cậu đã đột phá lục giai. Được. Cô Lý Sư Huynh, xin hãy cố gắng đột phá thất giai. Được. Sau khi mọi người trình đấu lại thì lại quay lại đại giác đấu trường tiến hành sắp xếp đấu đồng đội trận thứ tư. Lúc nào thì có thể sắp xếp? Lập tức sắp xếp luôn, nhanh nhất là tôi này. Với vợ cửa thì đang được đặt cược rất nhiều, rất nhiều có người đồng tộc các người cũng muốn đến xem các người thi đấu. Xem ra họ muốn cổ vũ cho các người. Đúng chính là ánh mắt đầy rất tốt, không mang tính mạng tham gia thi đấu. Được, vậy thì làm phiền giúp chúng ta một sắp xếp đi. Tin tức chiến đội sự lợi khác sắp ra trận thi đấu lần nữa đã truyền khắp gia lý ở trong thời gian ngắn, mà khiến cho toàn bộ con người tình bình thường của gia lý thành đều phấn chấn không thôi. Mà họ kết bè đội đấu đến trận thứ thần thú đấu trường. Trên các con đường xung quanh đại đấu thú trường đều là con người. Những con người bình thường hàng ngày bị sỉ nhục nô dịch như sâu bọ đều đang cầu nguyện cho chiến đội của bọn họ. Trong ánh mắt của họ lấp lánh ngọn lửa hy vọng. Trước giờ chưa từng có dáng vẻ muôn người đồng lòng như thế này. Ngay cả mầm lực phản kháng áp bức trong lòng cũng đều được thắp lên rồi. Cô Lịch, đám nhóc, cho dù thắng hay bại, ánh sáng bằng mài của hy vọng đã sáng lên rồi. Có những chuyện vấn đề nối cho các người thì tốt hơn. Các người không biết bây giờ bản thân mình có địa vị cao như thế nào trong lòng của những con người tầm thường đâu. Hình như họ đã nhìn thấy hy vọng trên người của các người. Vì thế tốt nhất là các người có thể tiếp tục chiến thắng. Nếu không thì những con người kia sẽ cực kỳ thất vọng. Chúng ta lên đi, cố lên. Đầu tiên thì xin mời sự lạc khác chiến đội ra sân thi đấu. Đường Tâm dựa vào tứ cực ma đồng. Từ khẩu hình miệng của con người bình thường trên khán đài từ xé có thể nhận ra tiếng của họ đã bị tiếng của dù quay lưng áp. Sự lạc khác cố lên, nhân loại cố lên, nhân loại cố lên. Tiếp theo xin mời đối thủ của họ ra trường thi đấu. Mau nhìn đi, là đại địa ma ngục. Cái tên này được làm chưa? Đó lại là một trong những chiến sĩ mạnh nhất của Thiên Vũ Đại Đế Quốc. Đập nát đám số bỏ của người kia. Cấu dời đang đỉnh hạt yêu chuẩn cấp 1. Chúng có trí tuệ rất cao và thiên phú sử dụng vũ khí. Hai tên còn lại chắc là yêu quái có sức trường sức mạnh tinh thần và bố trợ cho Lâm Hồ Tộc. Quả nhiên là trận hình nhắm vào sở trường của chúng ta. Trận này không dễ đánh. Hay là chúng ta vẫn là dùng bạo tuyết? Đồ đạn của đại địa của mạng ngộ năng lực tương tự có thể xua bạo tuyết. Bạo tuyết thì chưa chắc là dùng được. Chỗ công chắc chỉ là có đang đỉnh hạt yêu để tôi đột phá với nó. Đi rồi, họ sẽ chặn được những người khác trước. Trận đấu hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chiến đội sự lệ khác có thể tiếp tục hành trình nổ đầu tung của họ hay không? Hay là chiến đội kiếm mã tiếp tục tiến lên? Trận chiến bắt đầu. Đại sư huynh, quả nhiên có năng lực xua đuổi. Vậy thì tấn công hài Lâm Hồ Tộc. Lực đạo mạnh quá. Xâm nhập. Hay, vậy mà lại là hợp thở. Như thế này thì hai con đại địa mà ngủ sẽ có thực lực gần với cựu dài. Hơn nữa, cho dù là cường độ có thở hay là tinh thần lực thì đều có thiếu sót. Xem ra đại đấu thú trường đã đối phó với chúng ta mà đã tỉ mỉ chọn lựa đối thủ. Cẩn thận xong đến rồi. Chúng ta lên chặn chúng. Tăng tốc. Tăng tốc ít hay. Xua. Vậy mà còn có tàn dữ. Đó là Lâm Hồ Hồ Tuấn của Lâm Hồ Tộc. Chứ dù thế nào thì cũng phải chặn chúng, để cho tiểu đường tranh thủ đủ thời gian. Con người tầm thường này là sao đi?
có vũ khí kèm đặc tính vùng vỡ mà còn đồng thời phóng ra phong ca, đặc biệt là bộ pháp quái dị của hắn, khiến cho kiếm khí của mình không thể nào khóa chặt được hắn. Chuyện gì thế này? Trước đó không có ấn tượng gì về đội viên đó, vậy mà lại chặn được viên đạt đỉnh hạt, không rơi vào thế hạ phong. Hắn lợi hại như thế sao? Không được, đòn tấn công này quá nặng, còn có chống cự thì cánh cũng sẽ không chịu nổi mất. Tường băng và bào túy cũng không cản được nó. Hơn nữa, tu vi của nó đã tăng lên tới cửu giai rồi. Đi lúc chúng đến gần thì xong đợi hết thôi, không thể nào cản lại sao? Chết tiệt để tôi. Khiên băng, cẩn thận. Cẩn thận, khiên băng. Cố lý. Hồ xuẩn lại dám chơi cận chiến với lão tử. Thế tấn công của mình đã hoàn toàn bị đánh gãy bởi sóng xung kích rồi. Hỏng rồi. Đại sư Huỳnh, cậu không sao chứ? Đối thủ của Trần Tử lại đang xông về hướng của Cố Lý bị thương. Đi đã, sao lại thành ra như thế này? Cố Lý, cứ tiếp tục như thế này thì mọi người đều sẽ gần như bị giết chết hết. Tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra. Trần Tử, thả tôi ra. Ai cũng phải còn sống trở về. Đại sư Huỳnh, tiêu chí huyết mạch của bản thân. Quá tuyệt, tảng băng không vỡ. Đại sư Huỳnh đã không mang tất cả liều mạng rồi. Ta vẫn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Huỳnh ấy, liền bị Huỳnh ấy thu hút, không thể rời mắt. Đại sư Huỳnh ôn hòa, mạnh mẽ để giúp đỡ người khác. Đại sư Huỳnh ôn nhu như vậy. Không được đâu, đại sư Huỳnh hiện tại đang liều mạng thì đốt huyết mạch của chính mình. Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh sinh luật của Huỳnh ấy đang trôi đi nhanh chóng. Không, không được. Bắn hà mì rất là nguy hiểm. Nhìn hạ hắn trước. Tịch diệt bằng mông. Dừng lại. Cái gì? Bọn họ bị chết trong... bị giết trong chớp mắt ư? Làm sao có thể? Diệt chết hắn. Thời gian ngừng cú. Đình chỉ. Loạn phi. Phong trì pháp. Mân bạo thuật. Để ta dùng thần linh thuật giúp mọi người khôi phục lại huyết mạch chí lực. Tiếu đường. Đừng mà. Vậy mà đã kết liễu được hai đồng đội của ta. Bọn sâu kiến này, ta sử dụng toàn lực lập tức giết chết cái tính nô lệ nhân loại trước mắt này. Tử cực ma đồng, không được đầu tiếu đường. Tập trung. Bọn sâu kiến trước mắt kìa, các người phải chết. Không ai có thể trốn thoát. Vậy mà lại dám dùng tay bất lý tình kiếm của ta. Vậy thì nên dùng thân thể của người hứng chịu toàn bộ kiếm khí của ta đi. Mạnh mẽ tiến vào cơ thể, nghiền nát toàn bộ nội tạng. Cái gì? Quái lạ, kiếm khí của ta đâu? Rõ ràng tất cả đều đã tiến vào cơ thể của hắn mà, sao chúng lại biến mất? Lực lượng nhanh chóng rút đi rồi, điều này không có khả năng. Để sao lại? Thế mà bị giết rồi. Tiểu tử này chỉ đơn giản như vậy, làm sao có thể? Đương nhiên là quá trình cảnh sát của đường tạm không đơn giản như vậy. Trước tiên thì hắn dùng huyền ngọc thủ cầm lấy thanh kiếm dài. Tiếp theo là dùng lực lượng của tượng yêu cẩu dài hóa giải lực kiếm đào trên kiếm. Toàn bộ kiếm khí đi vào trong cơ thể có thể hóa giải bằng năng lượng truyền tống của khổng tứ yêu tộc. Sau đó là truyền thiên cộng thôn phệ huyết mạch. Cuối cùng thì kết thúc bằng phá thiên trùy được rèn từ thiên hỏa tình khuyết. Hoàn thành màn lội ngược dòng, chiến đội bảo đầu, không thể tin được mà mau giết hắn ngay đi, giết đi. Vì chết người, không được đâu, chúng ta đánh không lại hắn. Không, người không được giết ta. Phóng dẫn. Thắng rồi, sự lợi khác đã thắng rồi, nhận rồi đã giành được thắng lợi rồi. Sự lợi khác, sự lợi khác. Chiến đội sự lợi khác khó khăn nhất, đã giành được thắng lợi rồi.
Càng giả nhân loại sôi sục toàn trường, danh tiếng của Sự Lệ Khác đã vang dội khắp đầy đấu thú trường. Sự Lệ Khác là chiến đội thắng nhiều trận nhất, đoàn chiến nhất trong lịch sử của nhân loại. Nghe được tiếng hoan hô, mọi người trong chiến đội Sự Lệ Khác đều vui vẻ cười rộ lên. Và họ đã nhìn thấy được sự đoàn kết của nhân loại. Nhưng hôm nay, họ đã thắp sáng lên ngọn lửa đồng tiền của tất cả nhân loại ở thành Gia Lý. Danh tiếng của Sự Lệ Khác đã truyền khắp thành một Gia Lý trong một thời gian dài. Đường tạm đưa cả bọn họ đến sơn cốc Hoàng Kim để chữa thương. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm của Hoàng Kim Thụ vô cùng hữu hiệu cho mọi người chữa thương. Ngay cả sinh mệnh lực đã bị thiêu đốt của băng vũ kỹ cũng đã nhanh chóng hồi phục. Thấy mọi người không có việc gì, Đường Tam liền cỡ trò Trương Hạo Hiền về quá trình thi đấu. Nhưng mà phản ứng mãnh liệt của nhân loại sau trận đấu, nhân loại trên dưới đồng lòng đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà thành thiệt quá lớn, sợ rằng sẽ bị giới chức cao sẽ trấn áp. Ta nghĩ đại đấu thú trường sẽ tiếp tục dựa vào bồn tài để kiếm tiền. Quan chức tạm thời sẽ không gây bất lợi cho nhân loại. Nói sao đi nữa thì ta cũng phải sắp xếp một số việc thật bận biểu mà giao hết cho các người đi. Nửa tháng nhí mắt trôi qua, thương thế của mọi người đã khôi phục được 7-8 phần. Sau trận chiến khốc liệt thì mọi người đã trưởng thành và lột xác. Vũ Băng Kỳ đã tiêu đốt một lượng lớn sinh mệnh lực trong lúc chiến đấu, tu vi giảm mạnh nhưng trong họa lại gặp phúc. Trong lúc tiêu đốt sinh mệnh lực đồng thời cũng thiêu đốt tạp chất trong huyết mạch. Dưới sự tầm bổ của Hoàng Kim Thụ, tu vi của hoàn toàn khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi quay về thì Bộc Bạch lập tức tiến vào mình tưởng, mãi không tỉnh. Đường Tam thì hiểu rõ Bộc Bạch đang muốn đột phá lục giai. Trên tử trận thì đột phá thất giai, bước vào cao giai. Tiếp tục thì tiến lên nữa chính là thất giai đỉnh phong. Cố Lý thì cũng thành đồng, thành công tiến vào thất giai. Thì quan biến vào thất giai có khả năng ổn định quá trình thi triển, thời gian gia tốc nghịch lầu và ngân cú. Trong thời gian này, Đường Tam miệt mài nghiên cứu thành kiếm đèn, được tạo thành từ chiếc mỏ dài của đan đỉnh, hạt yêu cổ dài. Xét đơn thuần thì vào mặt uy năng, thanh kiếm này đã vượt qua phá thiên trì. Lần này chiến đội Sự Lệ Khác thành danh. Đúng như là người nói, quan chức không đàn áp được nhân loại. Nhân loại vì nhỏ yếu quá, trước mặt tộc yêu quái thì nhân loại không đáng nhắc tới. Bạo táp không nổi lên, đây là tình huống tốt nhất. Như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục các trận đoàn chiến phía sau. Tông bộ cũng biết về tiểu đội của các người, không tiếc lời khen ngợi. Tông bộ cũng không dục ta trở về báo cáo với công tác. Ta còn nhân cơ hội nói ra, tiền bán trận bạn dùng để bồi dưỡng các người. Nhắc đến trận bàn thì mày nhớ, khi nào ngươi có thể dạy ta trận bàn truyền tống? À, thứ này cũng hay ho đấy. À phải rồi, đúng lúc ta cũng có vài chuyện muốn nói. Là chuyện gì? Hiện tại người là thần cấp, còn cố lớp sự từ nhỏ. Ta có ý tưởng là muốn thử với hai ngày. Ví dụ như là lấy an toàn, ta cảm thấy chúng ta nên bố trí một trận truyền tống. Hả? Trận truyền tống của lý dài á? Chỉ được coi là trận truyền tống của lý trung bình. Vì bọn ta tham gia đoàn chiến cho nên nguy cơ bại lộ của học viện sẽ lớn hơn. Còn phải có một đường lùi khẩn cấp. Ôi, thật sự khả nghi tao khả thi sao? Về mặt lý thuyết thì có thể làm được. Nó giống như là một trận bàn truyền tống siêu lớn, chỉ cần nhiều tài nguyên hơn. Tài nguyên thì không thành vấn đề. Sau này thì các người cứ lập danh sách với ta, hay là lìa cờ bây giờ luôn đi. À được rồi, ta phải đi tìm tài nguyên, người đợi tin tốt của ta. Độc Bạch muốn đột phá rồi sao? Khí vận chi lực trong cả sườn cốc đã thay đổi rồi. Ta tốt nhất là không nên can thiệp khí thế đột phá của hắn. Quá trình đột phá này còn phải phụ thuộc vào bản thân hắn. Giữ vô tinh thần mặc kệ nó dao động. Nghe được Đường Tà núi thì thân thể của Độc Bạch lập tức ổn định hơn nhiều. Hư ảnh thiên hồ trên đỉnh đầu bộc phát, càng thơm ngưng thực. Năng lượng xung quanh lại đang hội tụ về hai cái đuôi phía sau thiên hồ, dần dần ngưng tụ thành cái đuôi thứ ba. Khí vận chi lực trong toàn bộ giường cốc đã hoàng kim đao dao động càng ngày càng mãnh liệt, cỡ cả làm ngân hoàng của Đường Tam. Suy cho cùng thì ai chẳng muốn vận mày gia thần, tự vật cũng không ngồi lệ. Lúc này thì vụ bàn kỹ trên tử trình
là có hết lý đều kết thúc minh tưởng. Trên trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Đám mây đen là hướng đến cái đuôi mới mọc của thiên hồ. Cái đuôi kia là biến thành màu đen. Cảm giác tự lực khó chịu. Đấy chẳng lẽ là năng lực của thiên hồ biến lục dài. Cái đuôi thứ ba có khả năng là kiểm soát vận rủi, tạo lời nguyền. Thật là một năng lực khủng bố mà không biết là khi đạt tới cửu vị sẽ dạng gì đây. Cái đuôi lại biến thành màu trắng, đâu phải kết thúc rồi sao? Một giờ sau động bạch rốt cuộc cũng đã mở mắt. Động bạch thiên hồ biến đột phá lục dài. Ủy, ta đột phá thành công rồi. Tiệt có mèo, cuối cùng thì cũng đã lục dài rồi. Có thể cảm nhận được thiên hồ biến lục dài có khả năng kiểm soát vận mày và vận rủi. Ủy đây mới thực sự là thiên hồ biến chứ. Hợp tỷ đều trở nên khác biệt hơn. Động bạch sư huynh, về sau phải luyện tập nhiều hơn mới được. Khống chế khí vận cấp càng cao thì càng nguy hiểm. Nếu như khí vận của trời đất bị phá vỡ cân bằng thì rất dễ gây phản phệ. Giới càng cao thì càng phải cẩn thận ở phương diện này. À đi được, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Bất quá thì có để bên cạnh ta, ta không cần lo lắng đến chuyện này. Ti Đường à, khi nào chúng ta đến đấu thủ trưởng? Ta không thể chờ thêm được nữa đâu. Lập tức muốn thử áp đặt vật rủi lên người đối thủ nè. Quên nghĩ nhiều rồi. Không cho khí vận trên sàn đấu, Quỳnh không sợ bị phát hiện hay sao? Trong số các khán giả nhất định là có cường giả thần cấp, chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Hả? Nhưng mà tôi muốn giúp đỡ mọi người. Để không biết đâu, tôi mắt nhìn thấy mọi người lâm vào nguy hiểm. Lúc đó ta rất là khó chịu. Cuối cùng cũng có năng lực để giúp mọi người, nhưng lại không thể dùng. Không đâu, Quỳnh vẫn luôn giúp đỡ mọi người. Chính là nhờ khí vận chi lực của Quỳnh nên chúng ta mới giành được chiến thắng. Không nên xem nhẹ chính mình. Quân là một thành viên rất quan trọng với đội. Thôi vì sao? Anh nói dối đó. Mới lục dài mà đã đắc ý như vậy. Để muốn làm gì? Chẳng qua chỉ là vân rủi thôi sao? Ta ngồi im một chỗ thì cái gì cũng không làm, vân rủi thì làm sao mà tới đây? Nhưng mà ôi vãi, đâu mà ta liều mạng với đi. Cô Ly à, vì sự an toàn của Quỳnh, ngàn vận lực được sống tươi. Ta với đệ đồng quý vô tận. Cô Ly à, Quỳnh bình tĩnh đi, Quỳnh đang dính đầy phân rồi kìa. Ý? Quỳnh xem đi, ta đã nói với Quỳnh đừng có tới đây rồi mà. Ôi hồi qua đi, mùi thứ kia thì sao mà tẩy hết được đi trời. Cô Ly, ta đã cố gắng rồi, để về thử tắm 10 lần xem sao. Ai bảo dám bắt nạt ta, hiện ta biết hậu quả rồi chứ. Chà, hiệt mạch của tiên hồ này quá nhiều lợi hại, có lý còn cao hơn cái độc mạch một vài, vậy mà hoàn toàn không có khả năng chống lại thiên hồ biến. Tiêu Đường, đi nói đúng. Vừa rồi khi ta gây vận rủi lên người cô Lý, rõ ràng ta cảm nhận được thứ gì đó giống như là mây mù xuất hiện, trong khi trong tinh thần dị hải, nhé mắt vừa rồi lập tức thay đổi. Chẳng lẽ đó là đám mây khí vận? Khí vận thực thể hóa, dường như là như vậy. Đám mây khí vận xuất hiện khi phóng thích vận rủi, để nói dùng nó sẽ mang lại vận mây. Vậy thì có nó rồi sẽ trở nên mạnh hơn không? Người cúp xa tao một chút đi, đừng có mà thử nghiệm với người bọn ta đấy. À được được. Đầu bà sư huynh, huynh có thể tập trung vào các phương hướng sau. Một là thử nghiệm hiệu quả của đám mây khí vận. Hai là xem thử có thể gia tăng vận mây một sự kiện cụ thể hay không. Bà là phóng thích có thể ẩn dấu quan ảnh của thiên hồ hay không? À được, hiểu rồi. Ba ngày sau tu vi của Vũ Băng Kỷ cuối cùng cũng đã về lại lục bát giai. Hiệu quả sau khi huyết mạch được thanh lọc rất rõ ràng. Vũ Băng Kỷ đã muốn thanh lọc thêm vài lần nữa, nhưng mà đường tâm lại nói thanh lọc nhiều sẽ tổn hại tới bản nguyên, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục thanh lọc. Và chờ Vũ Băng Kỷ đạt tới cầu dài thì mới tính đến việc thanh lọc lần nữa, chuẩn bị cho đột phá tầng cấp. Tiêu Đường, chúng ta có thể tiếp tục trận đoàn chiến thứ 5 rồi chứ? Chúng ta còn chưa lấy tiền thưởng mà vào phần trăm hoa hồng nữa. Ta nghĩ có thể đoàn chiến sẽ giúp cho mọi người ổn định tu vi, nhưng mà trước đó chúng ta phải đưa ra yêu cầu. Một mình ta sẽ đi đến đại đấu trường thú để thương lượng với chúng. Người muốn bảo danh tham gia trận thứ 5, thương thế đồng đội của người thế nào, có cần thấy người không? Không cần thay người, ta đến để lấy tiền thưởng của trận đấu trước.
tiền thưởng không thành vấn đề khi nợ các người đến tham gia. 3 ngày sau, nhân tớ yêu cầu nói đi, tớ còn biết trước một số thông tin của đối thủ để tiện chuẩn bị. Tớ không tin những đối thủ trước đây hoàn toàn không biết gì về bọn ta. Thần và Lý tỉnh thức. Tiêu Mỹ cảm thấy thế nào rồi? Có phần tiến bộ cảnh giới bắt dài cơ bản đã ổn định rồi. Con đã ổn định bắt dài. Vậy hôm nay ta sẽ truyền thụ cho con một năng lực mới. Đây là bí mật chỉ có nữ giới ở trong tộc ta mới tu luyện được. Người ngoài luôn cho rằng nam giới yêu tộc không tước giữ vai trò chủ đạo, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Yêu tộc không tước là muốn thành hòa thì nhất định phải là nữ giới. Ta đã rốt tinh huyết tổ tiên đời yêu hoàng đời trước vào trong cơ thể của con. Đó là lý do tại sao con có được khổng tước kiềm hoàng khi còn nhỏ như vậy. Con là người thừa kế yêu tộc khổng tước mà ta đã định. Lúc con còn bé, ta đã đưa con đến tổ đình để gặp thiên hồ đại hoàng. Ngày ấy nói trên người có cổ khí của con có đại khí vận. Ngày ấy không thể thấy rõ được thành tựu của con trong tương lai. Lòng con hướng về nhân loại, ta cũng không phản đối, nhưng mà ta hy vọng con có thể duy trì huyết mạch yêu tộc khổng tước chúng ta. Sau khi bế quan kết thúc, ta sẽ phải đối mặt với cái tên đó, tương lai của yêu tộc khổng tước dành giao cho con. Ta tin con có thể dẫn dắt yêu tộc khổng tước tái hiện vinh quang. Vâng, con nghỉ ngơi trước đi, sau đó thì ta sẽ truyền thụ cho con bí pháp. Được ạ. Thẩm thấu bế quan đã hơn 1 năm rồi, không biết là tuyến đường bây giờ ra sao. Con có tù lạ, không biết là hắn có đến hậu viện và Lý chờ ta nữa không. Đường Tam trở về từ đấu trường thú, mang theo tư liệu và đối thủ trong trận đoàn chiến tiếp theo. 5 đối thủ trong trận tiếp theo đều là hồ yêu. Đây là nhượng bộ cuối cùng của đại đấu thú trường. Nếu như muốn biết toàn bộ thông tin về đối thủ thì phải thắng 6 trận trở lên. Dù sao thì mới là nhiều đó thông tin đã đủ để sắp xếp một vài chiến thuật. Đường Tam lấy ra trận bàn thứ 3 để dùng nó trong trận đấu tiếp theo. Mấy ngày tới thì cả đội thảo luận về chiến thuật cũng như là khẩn trương tu luyện, tranh thủ để hiện trường trạng thái tốt nhất trong ngày chiến đấu. Cuối cùng thì đến ngày trận chiến thứ 5. Sau một thời gian dài tinh dưỡng thì chiến đội sự lệ khác rốt cuộc cũng đã trở lại đấu trường. Sau khi tin tức lan truyền đại đấu trường, nhân phụ nhân loại phụ thuộc đó số đến xem khán giả khán đài cho kiến người. Sự lai khắc tốt thắng. Đối thủ trận này của họ là Hắc Ám Ma Hổ. Hắc Ám Ma Hổ có huyết mạch chuẩn cấp 2, sở trường khống chế nguyên tố hắc ám. Một tên cổ dài và 4 tên bát dài. Hôm nay sự lai khắc gặp phải cường địch rồi. Mấy cái tên Hắc Ám Ma Hổ này lại có thân phận cao hơn 2,5 mét. Thật sự là Hắc Ám Ma Hổ ư? Thì Đường Hà đi đoán trúng rồi. Kỹ thuật cũng không khó đoán. Phần lớn tộc hồ yêu là quý tộc, mà quý tộc sẽ không tham gia cạnh tranh. Cơ tiếp thì làm theo chiến thuật của chúng ta. Trong phạm vi không phải là hắc quý tộc thì Hắc Ám Ma Hổ có khả năng thể tham gia lớn nhất. Đội bộ chuẩn bị sẵn sàng. Độc Bạch trước tiên kích phát trận bàn. 5 người sự lệ khác được kết nối với nhau thông qua hoa văn màu vàng dưới trận. Vũ Văn Kỷ thì đứng đầu đội hình. 5 tên Hắc Ám Ma Hổ cùng lập tức phát động hắc ám và lĩnh vực. Bây giờ ta tiền đố, trận đấu bắt đầu. Trận bàn thứ 3 tên là Dung Linh. Cái tên nối lên tất cả toàn bộ năng lượng của mọi người có thể tập trung lên người mọi người. Vũ Văn Kỷ được mọi người tăng cường năng lượng, tù vị trong nháy mắt đã đạt tích cửu giai đỉnh phong. Vì vậy, tại sao tù vị của tên nhân loại phía đối diện lại đột nhiên tăng lên cửu giai đỉnh phong? Mục đích của hắn làm cho nổ tung những bản tiên này mà tạo thành đường khí hàng bằng để chặn công kích của phi ta. Là bằng màu giống trận đấu trước, đó chỉ là bước điểm đưa đoàn sát thủ hay sao? Nhờ có trận dùng lên tàn phúc mà cộng thêm tù vị của Vũ Bàn Kỷ để cho băng và được thanh lọc, mà hiện tại Vũ Bàn Kỷ không cần thiết tiêu đốt mạch chi lực nữa, đã có thể tùy ý ngưng tụ ra bằng màu. Băng chấm này trước đó tới lúc nào vậy? Trông có âm thanh nào cả.
Ở khoảng cách này thì không thể tránh được nữa rồi, chỉ có thể cắn răng chặn lại. Ui mà nó cố dài nhanh như vậy đã bị thương nặng rồi. Thực lực của hai bên lại có sự khác biệt lớn như vậy sao? Chiến đội mà hổ có vẻ như sắp bị đánh bại rồi. Hả, chuyện gì vậy? Chiến đội ma hổ quả nhiên vẫn còn thủ đoạn. Hắc ám ma hổ được bọn chúng triệu hoán thật là lớn. Trong lúc ánh mắt của mọi người đã đổ dồn về phía hư ảnh hắc ám ma hổ, thì ánh sáng trắng nhấp nhoáng lóe lên xung quanh cơ thể độc bạch đang ở phía sau lưng chiến đội sử lệ khác khống chế vần rủi. Cái gì vậy? Khí tức của đội trưởng xuất hiện vấn đề. Sao có thể như thế chứ? Nghi thức của chúng ta chưa bao giờ xảy ra sơ suất. Hư ảnh hắc ám ma hổ đã nổ tung rồi, có vẻ như bọn chúng đã triệu hoán thất bại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao vừa rồi khí tức lại đột nhiên nếu loạn? Chết tiệt mà. Xem ra chỉ có thiếu đốt huyết mạch chi lực thì mới ngăn cản được bạch màu kia. Tập chiến tục thắng thôi. Chết tiệt, tính sai rồi. Mục tiêu là đội viên khác. Hiện tại ta chỉ có thể thiêu đốt huyết mạch chi lực, không còn đường lui rồi, nên phải liều mạng với chúng. Hắn đào thiêu đốt huyết mạch chi lực không thể chống đợi được lâu, đến cái đoạn tấn công thì trì hoãn hắn thêm một lúc. Ma hổ cẩu dài bị đánh bại rồi, cả năm tên ma hổ đều bị nổ đầu. Chiến đội sư lệ khác mạnh quá, họ đã thắng 5 trận liên tiếp rồi. Thế này mới qua bao nhiêu phút chứ, thực lực chênh lệch như vậy sao? Trận bàn của bọn chúng thật là lợi hại. Ây da, thật khiến cho ta sững sờ. À ha, thật là một trận chiến đặc sắc, ta xem cũng trống vang. Bây giờ ta tuyên bố đội chiến thắng trong trận chiến lần này chiến đội sử lệ khác. Sử lệ khác, sử lệ khác, bao đầu cuồng ma sử lệ khác. Ôi quá ngầu rồi. Chúc mừng các người đã thu hút được một chiến thắng nữa. Trường chủ là muốn gặp các người, mời đi theo ta. Trường chủ của đại đấu thú trường muốn gặp bọn ta. Nếu như ta đoán không sai thì chuyện này ác hẳn có liên quan tới trọng bàn. Mời vào, trường chủ đang ở bên trong. Chuyện chủ chiến đội sự lệ khác đã tới rồi. Đi rồi, ngươi ra ngoài trở đi. Vừa chiến, trận chiến vừa rồi rất đặc sắc. Hắn là một vị linh tờ lộc yêu có tu vi thần cấp. Ta là ưng kỳ tộc trưởng của nhất tộc linh tờ lộc yêu. Ta thêm mà tên chủ đệ nhận quản lý đại đấu trường thú. Nếu như ta không nhìn lầm thì ngươi mới là hạch tầm chân chính của sự lệ khác có đúng không? Không biết. Đơn chủ mời bọn ta đi đây là vì chuyện gì? Ta nghĩ người có thể đoán được mục đích của ta gọi người tới đây. Thất phu vô tội, hôi bích thì có tội. Đối với những thứ không rõ nguồn gốc, quan chức rất có thể xê vào cuộc điều tra. Nếu như mà quan chức dành gia lý muốn thẩm vấn các người, thì đại đốc thú trường cũng không can thiệp được. Quả nhiên là vì trọn bàn. Nói như vậy, nếu như bọn ta giao trọn bàn cho trương chủ, thì đại đốc thú trường có thể bảo hộ bọn ta không? Đó là đương nhiên. Nhưng phải xem người hợp tác là sao. Nếu như chưa thừa ra quyết định thì các người có thể quay về suy nghĩ. À không cần đây. Hả? À đưa cho ta sao? Có câu nói kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt. Bọn ta đương nhiên là muốn làm người thông minh. Chỉ có ba cái trận bàn này ngài có thể lục soát trên người ta. Hy vọng sau này ngài không làm phiền bọn ta nữa. Bọn ta chỉ muốn thi đấu thật tốt. À tốt lắm, ta sẽ bảo hộ và chiếu cố các người. Nói chuyện với người thông minh đó là thú vị. Tiền khách Điền Tam, sao lại đưa cho hắn? Không đưa chúng ta có thể ra ngoài được hay sao? Yên tâm đi, hắn cũng không thể sử dụng được. Cũng không tốn bao nhiêu tiền, đưa hắn là cho xong chuyện. Vậy trận tiếp theo sử dụng cái gì? Không cần sử dụng trọng bàn, đối thủ tiếp theo có lẽ dễ đối phó. Sao lại như vậy? Hắn vẫn chưa biết cách sử dụng trọng bàn, sao có thể để chúng ta vào chỗ nguy hiểm này? Lần sau gọi, được gọi để tính thế nào? Nói cho hắn biết cách sử dụng thôi. Còn về lai lịch của trận bàn thì chúng ta không nói. Nhưng không phải là trường trấn đã nói thứ này rất quan trọng với chúng ta sao? Để muốn giao hảo với tộc yêu quái. Ban đầu thì tôi chỉ có hy vọng có nhiều đầu ra, nhân tiện kiếm thêm tiền để tổ chức. Từ khi tổ chức y hiếp, chuyện đột phá thần cấp của lão sư đã quyết định tìm đường phát triển riêng. Nhất mệt lên tờ lộc yêu là danh nhân, không thích bạo lực, hợp tác với hắn thì cũng không tồi. Ban đầu ta chỉ hy vọng có nhiều đầu ra, nhưng tiền kiếm nhiều tiền cho tổ chức. Từ khi tổ chức y hiếp chuyện đột phá thân cấp của lão sư,
Năm Nghị Sầu khi trận đấu thứ 6 kết thúc thì đã chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu. Trương Hạo Hiền trở lại mang về tất cả nguyên liệu trong danh sách. Khi nào thì chúng ta bắt đầu bố trí trận truyền tống? Ta cũng không thể chờ thêm được nữa. Chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ. Lập một trận pháp ở chỗ Hoàng Kim Thụ, một cái khác thì ở trong phòng của người có được không? Được chứ? Nói xong thì Đường Tam bắt đầu bố trí trận truyền tống. Đường Hạo Hiền đứng một bên quan sát và học hỏi. Mặt trận truyền tống cự ly trung bình phức tạp hơn, từng vòng pháp trận lồng vào nhau. Trương Hạo thì cho rằng bản thân đã nhập môn về pháp, nhưng mà cũng như mù mờ. Phải mất tới 10 ngày đã hoàn thành được cái việc này. Sơn cốc Hoàng Kim ở cái nơi mà Trương Hạo Hiền mỗi nơi đều bố trí một trận pháp. Trận pháp này lại phức tạp hơn ta tưởng tượng nhiều. Ta chỉ nắm được đại khái là nguyên lý của nó, mà Đường Tam lại có thể cho ta biết rốt cuộc người học từ ai không? Nếu như ta nói là ta tự làm, ngươi có tin không? Hồi cậu quỷ mới tin. Chúng ta chuẩn bị khởi động trận truyền tống thôi. Một mình vào trận truyền tống còn có thực lực từ cổ gia trở lên. Nếu như muốn mang theo người khác thì ít nhất cũng phải là thần cấp. Tù vị hiện tại của lão sư có thể mang theo tôi là tối đa là 10 người. Người phải dùng thần thức bạo bọc những người mang theo. Như vậy thì quá trình truyền tống mới ổn định. Ta sẽ kích hoạt truyền tống đi. Được. Mày đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có động tình lớn như thế? Chẳng lẽ trận truyền tống đã được lập sống? Lão sư, dùng thần thức bao bọc đi ta. Một khi vào trong thì tuyệt đối không được nhìn trộm ra ngoài. Nếu không sẽ bị lực lượng không gian kéo đi. Hiểu rồi. Chúng ta đi vào thôi. Đột nhiên cảm giác toàn bộ trời đất quay cuồng, năng lượng xung quanh cũng bị bóp méo. Lão sư, đừng có dò xét bên ngoài. Đi rồi, đã đến nơi rồi. Đây là phòng của ta. Nhanh tờ đi. Thế có nghĩa là chúng ta đã thành công luôn rồi hả? Đúng vậy, thành công rồi. Ôi quá tần kỳ, nhân loại lại có hy vọng quật khởi rồi. Có truyền tống trận này thì chúng ta có thể truyền tống đến tố đỉnh rồi. Điền Tam à, ngươi chính là vị cứu tinh được trời sẽ quá trời cao giáng xuống nhân loại của chúng ta. Chỉ còn có đủ tài nguyên có thể truyền tống đến bất cứ đâu. Từ từ đã, lão sư còn sớm. Mau đến đây để lão sư ôm một cái nhà, ta vui quá rồi. Lão sư râu có người dài quá rồi đó. Thì ta phải thử thêm vài lần nữa. Tạo xong phát trận thì Đường Tam chuẩn bị đi cho trận đấu tiếp theo. Tuyết mà Viên lại cung cấp tư liệu cho đối thủ tiếp theo cho Đường Tam. Quả nhiên đối thủ tiếp theo yếu hơn rất nhiều. Cái đám người Đường Tam nhanh chóng bố trí chiến thuật dựa đầu vào đặc điểm của đối phương. Ngày hôm sau đại đấu thú trường, cái đám người của Đường Tam lại đến đại đấu thú trường tham gia trận đấu thứ 6. Xử lại khác. Lần này cũng phải bảo đầu nữa đó nha. Hiện tại trên sân chính là chiến đội xử lại khác báo cuồng ma mà mọi người đã chờ lâu. Nhưng mà đối thủ của họ lần này không hề đơn giản, là chiến đội phong cuồng thiểm điện vô cùng cường đại, nhất tộc liệt không chuẩn yêu, nổi tiếng với tốc độ bất khả chiến bại. Có lẽ đây sẽ là một trận chiến gay cấn và khốc liệt. Đi rồi, không lãng phí thời gian của mọi người nữa, bây giờ ta tuyên bố trận chiến bắt đầu. Sau 3 phút ở thứ này, năm tên liệt không chuẩn yêu đã bị Vũ Bán Kỳ giải quyết xong rồi. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Ta đã xem trận đấu vừa rồi của các người, thật là một chiến thắng đầy thuyết phục, chúc mừng các người. Không biết là truyền chỗ gọi bọn ta tới, đây là có chuyện gì cần phân phó? Việc nhượng trận bàn lần trước ta chưa kịp cảm tạ, nhưng mà hôm nay đương nhiên phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Thức ăn ngon ở trên bàn đều được chế biến từ thịt yêu thú thượng đẳng, rất có lợi cho việc đờ ca tù vị của đám người Đường Tam. Mọi người sử lại khác cũng không khách khí bắt đầu ăn uống nọ say. Tất cả đều được chế biến từ thịt của yêu thú băng tê quý hiếm. Mọi người ăn cảm thấy thế nào? Rất ngon. Bọn ta chưa từng được nếm thử món ăn ngon như vậy. Ngon là tốt rồi. Nói đến ba trận bàn lần trước ta còn chưa trả phí tương ứng. Là lỗi của ta. Món đồ quý giá như vậy sao có thể hưởng trước được chứ? Gần đây ở trên thị trường xuất hiện một loại trận bàn tên là tù linh, có tác dụng hỗ trợ tu luyện khá là hiệu quả. Không biết là các người đã nghe qua chưa? Không có. Chẳng lẽ bọn chúng không có liên quan gì tới trận tù linh bàn? Không biết là bọn chúng đang giả vờ hay là thực sự không biết.
giới của một trận bàn lụ tù linh được vượt quá 50 nguyên tệ, nhưng mà vẫn cứ không cung không đủ cầu. Mà ba trận bàn này của các người lợi hại hơn nhiều, ta đã trả 100 nguyên tố tệ mọi cái, các người thấy sao? 100. Trên chủ đại nhân, bọn ta không cần tiền, bọn ta chỉ hy vọng thắng được mồi tròn, từ đó có thể thu được thân phận quý tộc. Cái này thì ta có chút khó xử. Đại đấu thú trường là một nơi công bằng, cho dù có thể dùng đứng sầu thù túng một người một chút, nhưng mà trận thứ 10 này có thể đấu được với đội mạnh nhất, đây là chuyện mà ta không thể nào can thiệp được. Vậy làm phiền đấu trường chủ đảm bảo bọn ta có thể tiến vào trận thứ 10, bọn ta sẽ tự đấu trận túi cuối cùng. Chuyện này không phải là không thể, nhưng mà nếu như ngươi có thể cho ta biết lai lịch của ba trận bàn này. Hỏi tới rồi, may thay ta đã soạn sẵn lai lịch của trận bàn. Trên chủ đại nhân, nói thẳng ra thì ta cũng không thể giải thích rõ ràng lai lịch của ba trận bàn này. Bọn ta vô tình cứu được một ông lão nhân loại, ông ấy bị thương rất nặng. Ba trận bàn này là do ông ấy tặng cho bọn ta để cảm tạ. Ông lão nhân loại, bây giờ ông ta đang ở đâu? Bọn ta không biết ông ấy đã đi đâu, nhưng mà có nghe ông ấy nói ông ấy đến từ chỗ Tô Định. Nếu như sau này bọn ta có cơ hội đến Tô Định thì có thể gặp lại. Tô Định? Vậy nên các người có ý định đến Tô Định? Đúng vậy, đây là lý do tại sao bọn ta tự đến đi thi. Chỉ có thân phận quý tộc mới có thể tiến vào Tô Định. Được, ta đáp ứng trận thứ 10 sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt. Còn trận thứ 10 thì chỉ có thể dựa vào chính thực lực của các người. Vậy thì cảm tạ trên chỗ đại nhân rồi. Nếu như có tin tức gì vào ông lão thì báo ngay cho ta, chắc hẳn thì không thiếu phần của các người đâu. Đàm phán xong, Đường Tam dậy Ân Kiệt đã sử dụng trận bàn. Ân Kiệt vẫn đưa cho chiến đội sự lệ khác 300.000 tố tệ. Lại có sự đảm bảo của Ân Kiệt thì chiến đội sự lệ khác đã tham gia trận đấu vào ngày hôm sau. Ba trận tiếp theo không có gì ngoài muốn. Chiến đội sự lệ khác đã giành chiến thắng 9 trận chiến 9 thắng. Thì chiến đội sự lệ khác chỉ còn một là bước vào là có thể trở thành quý tộc. Nhưng vào lúc này, chiến đội sự lệ khác lại biến mất không rõ tung tích. Chiến đội sự lệ khác lại giành 9 trận thắng. Điều này đã thu hút sự chú ý của tổng bộ ở Tô Định. Trận tranh tài thứ 10, tổng bộ ở Tô Định sẽ cử người giám sát trận đấu. Đối thủ của các người trong trận thứ 10 rất mạnh. Để đảm bảo an toàn thì tốt hơn từ bỏ thi đấu, ta sẽ nghĩ cách để cho các người đến Tô Định. Đối thủ trận thứ 10 cực kỳ cường đại, Ân Kiệt cũng khiến Đường Tam nên từ bỏ trận đấu. Đường Tam muốn đến khu đại đấu giá ở Tô Định, chỉ có thân phận quý tộc thì mới có thể vào, cho nên Đường Tam nhất định phải dự thi. Cảm ơn ý tốt của trường chủ, nhưng ta vẫn muốn tham gia trận thứ 10. Đường phó tốt cho trận thứ 10, đám người Đường Tam bắt đầu đặc biệt đặc huấn kéo dài tận nửa tháng. Mặc dù trong nửa tháng này tu vi không tăng lên bao nhiêu, nhưng mà mọi người đều cố gắng bù đắp thiếu sót cho nhau, khiến cho thực lực của cả đội đã tăng lên một bậc. Đường Tam đã nâng cấp thiên hồ biến và thì hoàng biến cùng dài với các đồng bạn, mà thiên hiện còn ổn định ở cấp 8. Không vội đề thăng tu vi, nếu như không có vị của y đắp chế tu vi thì hắn đã sớm tu luyện đến cổ giai rồi. Nửa tháng qua, hắn một mực rèn luyện thân thể, nâng cao tinh thần lực. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới cổ giai đỉnh phong. Để không bị vi diện chi chủ phát hiện, dẫn tới bị trấn áp, thì Đường Tam chọn phương thức chậm nhưng mà an toàn nhất, dùng tinh thần lực nuôi dưỡng thần thức. Khi mới chuyển sinh, Đường Tam đã phong ấn phần lớn ký ức của mình ở tầng ngoài để đảm bảo an toàn. Với sự ổn định của đề thăng của tinh thần lực thì ký ức của thần vương kiếp trước cũng càng ngày càng rõ ràng. Vì diện này còn chưa xuất hiện thần vương, chỉ cần Đường Tam trở thành thần vương thì hắn có thể thống trị vi diện này. Nhưng mà giờ còn quá sớm để nghĩ về chuyện trở thành thần vương, chưa hết thì phải cố gắng đột phá thần cấp đã. Nửa tháng tấp thuốc đã trôi qua, đại đấu triệu Trường Thành và Lý đưa tin chiến đội sự lệ khác tham gia trận đấu thứ 10. Các người đã biết tin tức gì chưa? Ba ngày sau chiến đội sự lệ khác sẽ bước vào trận đấu thứ 10. Cả thành gia Lý bắt đầu xui sụp giá vé vào cửa xem trận đấu, thậm chí còn tăng lên gấp 3 lần. Nhưng mà lần này đối thủ của chiến đội sự lệ khác chính là chiến đội vô địch.
Đây là một chiến đội cực kỳ mạnh mẽ, tỷ lệ đặt cược cho chiến đội sự lệ khác là 1-5. 3 ngày sau, các ngươi thực sự là muốn tham gia trận cuối cùng này sao? Ta thấy là các ngươi không ổn, bây giờ còn đổi ý còn kịp đấy. Đại đấu thú triều sẽ không trách các ngươi. Dù sao thì các ngươi cũng đều theo mặt nạ, sẽ không ai nhận ra. Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng mà bọn ta vẫn muốn tham gia trận đấu này. Đây không còn là vấn đề của cá nhân bọn ta. Bây giờ bọn ta là hy vọng của toàn thể nhân loại, phụ thuộc vào thánh thành gia lý. Người không phải là nhân loại nên không hiểu được cái cảm giác này. Nếu như bọn ta chạy trốn, điều này sẽ đẩy nhân loại vào cảnh tuyệt vọng hoàn toàn. Điều đó cũng khủng khiếp hơn cả cái chết. Cho dù có chết thì cũng phải chết trên đấu đài. Được rồi, ta không hiểu nổi nhân loại các người, nhưng mà ta bội phục dũng khí của các người. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta rất có thể chỉ chết ở đây. Nếu như ai muốn rời đi thì quyết định ngay đi. Ta không trách các người đâu. Vốn dĩ ta có chút sợ, nhưng mà những gì Huỳnh nói đã làm bùng lên toàn bộ ý chí quyết đấu trong ta. Bất quá thì chết thôi, không sợ. Đại sư Huỳnh, con biết là kết quả của trận đấu này sẽ ra sao. Vì vậy ta có vài điều muốn nói trước với Huỳnh trận đấu. Huỳnh thề ta lại đây một chút có được không? Ta không đồng ý. Trên tử, nói điều này trước trận đấu là không ổn đâu. Như thế thì là điểm dự đấy. Ta vừa mới dự đoán là trận đấu này của chúng ta chính là đầy cát đầy lợi. Vì vậy để an toàn, nếu như không, nếu như muốn nói điều gì ở trong lòng thì để sau trận đấu đi nha. Ôi, nói mấy cái lời làm không chỉ tốt của bà đi. Đào bạch rồi đúng đấy. Trên tử à, ta biết muội muốn nói điều gì. Trên trận đấu kết thúc thì muội từ từ nói với ta. Ta xuống luôn bên cạnh lắng nghe muội. Vâng, được mà. Trước tiên thì phải thắng trận đấu rồi nói. Tiêu đường, để có điều gì muốn ăn căn dặn không? Không có gì. Lần này ta sẽ làm đội trưởng. Trận này ta sẽ không giữ lại một chút nào. Sự lệ khác tất thắng. Sự lệ khác tất thắng. Trên khán đài chật kín người xem, nhưng vì giá vé quá cao, hầu như là nhân loại không thể mua vé vào cửa. Chỉ có 20 khán giả là nhân loại trong khán đài này. Các lão sư của hậu viện cứu rồi không yên tâm nên tất cả đều đến xem. Trường trấn, sao người lại để cho bộ nhỏ tham gia tranh tài? Trận này có nắm chắc được không? Trường Hạo Hiền, nếu như đám nhỏ này xảy ra chuyện không may, ta liều chết với người đấy. Đúng là làm càn. Các người bình tĩnh một chút đi. Lão trường đã bao giờ làm cái chuyện gì mà không nắm chắc chưa? Nắm chắc, nhưng cũng phải trong phạm vi khống chế của ta. Đứa nhỏ đường tam này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ta từ lâu rồi. Ở mau nhìn kìa, bọn nhỏ đã ra trận rồi. Phủ trường chủ trước trận đấu. Đối thủ tiếp theo của các người là chiến đội vô địch. Đây là một chiến đội quý tộc. Chiến đội quý tộc được lập ra, được cho những đứa con riêng của quý tộc muốn đạt được thân phận quý tộc. Thì chiến đội đã ghi một số tiền lớn đã mời được một vị cường giả đỉnh cấp làm người dẫn đội. Cường giả đỉnh cấp này có thực lực là một mình diệt sạch một đội. Cường giả đỉnh cấp đứng đầu chiến đội này chính là sư hộ Kim Thánh, là còn lại của hai loại huyết mạch cấp 2, Hoàng Kim Sư Tử và Hoàng Kim Thánh Nổ. Cường giả đỉnh cấp này lại có thực lực một mình diệt sạch một đội. Kể cho ngươi nghe về chiến tích một tháng trước, trong tình huống 1-1, hắn nên chết đột nhãn yêu du hí của đại hội đấu giá. Ta biết là cái tên yêu nhãn du hí này có lẽ là cậu dài đỉnh phòng. Sư hộ Kim Thánh tâm già đồn chiến chỉ vì theo đuổi sự kích thích. Trong chiến trận chiến trước thì chỉ có một mình hắn ra tay để nhanh chóng di sạch toàn bộ đội đối thủ. Đây là một cường giả thượng thụ, ngay cả cường giả của huyết mạch cấp 1 cũng rất khó đánh bại được hắn. Nhưng mà hắn cũng rất kiêu ngạo, xem thường hợp tác với đồng đội. Sát khí thật mạnh. Hắn chỉ lý có một cái thôi mà đã có cảm giác toàn bộ thân thể sắp bị xé nát. Vậy mà đường tạm lại có thể giúp ta ngăn cản sát khí của hắn. Vậy được đấy. Quý khán giả thần mến, chắc hẳn là các vị đã rất mong chờ trận đấu quyết hôm nay. Lần đầu tiên có một chiến đội nhân loại tiến vào trận đấu thứ 10. Đáng tiếc, vận may của họ đã hết. Đối thủ lần này lại là chiến đội vô địch. Sư hộ Kim Thánh tung hoành vô địch. Sẽ mất mấy phút để sư hộ Kim Thánh vĩ đại kết thúc trận đấu ngày lần này. Cái gì à,
hãy cùng dõi mắt mà chờ xem. Tề Tiền Bố trận đấu bắt đầu. Trước trận chiến, Ân Kiệt tạm thời ta trả lại 3 trận bàn cho chiến đội Sự Lệ khác. Đối phương không hờ để cho thằng nhóc này dùng bắn dẫn trận sao? Cũng như nhau thôi. Cái gì? Hắn để phân làm hai người. Hắn vậy mà lại có thể tránh được tinh thần phong tổ của ta. Xem nhẹ hắn rồi. Và nhanh chóng phòng ngự.